Rồi, chào anh em ha. Clip này mình sẽ chia sẻ về một vấn đề nữa là nó liên quan đến tình hình kinh tế sắp tới của Việt Nam chúng ta. Như các bạn thấy á, anh em mình thấy á, mới vừa đây có một cái tin là Thế Giới Di Động chuẩn bị sẽ đóng cửa 200 cửa hàng. Chuẩn bị sẽ đóng cửa 200 cửa hàng. Thì đây là một cái con số không hề nhỏ, không hề nhỏ. Tại vì sao mình nói cái này nó ảnh hưởng đến nền kinh tế tới. Các bạn hình dung ra nếu mà đóng 200 cửa hàng này thì cái số lượng nhân viên á, cái số lượng nhân viên á họ sẽ bị thất nghiệp là cái thứ nhất, nhưng nó chỉ là chuyện nhỏ. Cái thứ hai là 200 cửa hàng này tương đương với 200 cái mặt bằng sẽ được trả ra, sẽ được trả ra. Và hiện giờ cái xu hướng hiện giờ đa số mọi người ở nhà ta ngồi chỗ, ta ngồi online, ta mua online hết rồi, ta mua online hết rồi. Và không chỉ Thế Di Động đâu mà sẽ còn những cái ngành nghề khác, những cái mặt bằng khác thì ta sẽ trả mặt bằng, nó sẽ trả mặt bằng. Vậy thì chúng ta thấy cái điều gì ở đây? Nếu như mà cái lượng mặt bằng này trả thì nó sẽ ảnh hưởng đến khá nhiều, ngoài cái việc là thất nghiệp ha, thì nó sẽ ảnh hưởng đến một số cái mặt bằng họ sẽ không thuê được. Tại vì Thế Di Động nó đã chịu công việc 200 rồi, nó đã công việc thì phải trả 200 mặt bằng, 200 mặt bằng, thì những thằng khác chắc chắn các bạn cũng sẽ bị ảnh hưởng, cũng sẽ bị ảnh hưởng. Bởi vì bây giờ cái xu hướng sắp tới, cái xu hướng tương lai của nó đang đi theo cái hướng online chứ nó không đi theo hướng offline nữa. Và ở ngoài các bạn nhìn nó dọc dọc ở ngoài quận nhất, quận ba, các bạn nhìn họ trả mặt bằng rất là nhiều, trả mặt bằng rất là nhiều, và thì nó sẽ tạo nên một cái cơn sốt thất nghiệp, tỷ lệ thất nghiệp sẽ gia tăng. Sao tỷ lệ thất nghiệp của Việt Nam sẽ gia tăng? Vậy thì chúng ta nhìn thấy điều gì? Nếu như tỷ lệ thất nghiệp gia tăng như vậy thì nền kinh tế liệu có sẽ được bơm tiền ra để kích thích hay không? À, liệu có sẽ được bơm tiền ra để kích thích nền kinh tế hay không? Vậy thì riêng về Fed thì chúng ta biết là nó đang ở tiền cận lạm phát 3%. Fed nó đang hầu như nó đang ngưng cái việc tăng lãi suất rồi. Nó đang tiền cận và nó đang đang điều chỉnh về cái mức 2%, và khả năng nó có tăng phải một lần nữa là hết. Nó cũng điều chỉnh. Vậy thì nó không còn khả năng tăng lãi suất nữa. Vậy thì cái câu chuyện bơm tiền là sẽ có, nhưng Việt Nam chúng ta được cái ưu thế là chúng ta bơm tiền không sợ lạm phát. À, bơm tiền không sợ lạm phát. Ngày xưa chúng ta nghĩ là bơm tiền, chúng ta còn bị gặp vấn đề là bơm tiền sợ lạm phát. Tại vì sao? Tại vì bây giờ chúng ta mà bơm tiền ra nó rất là ok, rất là phù hợp luôn, bởi vì chúng ta có hàng, tiền chúng ta tăng, tổng cung tiền chúng ta tăng, tiền hàng chúng ta tăng. Hàng chúng ta là những cái tài nguyên mà rất là có giá trị. À, vậy để cho các bạn thấy một cái điều là người chung chắc chắn cái xu hướng là tiền sẽ phải được bơm ra, tiền sẽ phải được bơm ra, và khi mà tiền bơm ra rồi á thì lúc đó lạm phát của quốc gia không có tăng, tại vì hàng tăng. Nhưng chính những cái người mà lao động mà làm công ăn lương, đặc biệt những cái mà các bạn bán sức lao động ra, các bạn bán sức lao động của các bạn ra, các bạn đổi về những cái, các bạn đổi công sức lao động, đổi thành phẩm, đổi sản phẩm ra thành Việt Nam đồng, nhận bằng Việt Nam đồng, và các bạn sẽ lỗ, các bạn sẽ thiệt hại. Ok ha, hiểu không ạ? Tại vì lúc đó sẽ mất giá, đồng tiền Việt Nam sẽ bị trượt giá, sẽ bị trượt giá, nhưng mà lạm phát của Việt Nam sẽ không tăng, đồng tiền Việt Nam sẽ bị trượt giá đó. Và thì những ai khôn lanh thời điểm này thì nên dành thời gian tạo ra những cái sản phẩm mà thay đổi bằng USD hay là USDT nha, thì về lâu về dài các bạn sẽ ngon. Còn nếu mà vẫn ngồi một chỗ thì hơi bị mệt đấy ha. Các bạn nhìn nhìn cho kỹ cái tỷ lệ thất nghiệp sắp tới nó sẽ gia tăng như thế nào ha. Và đây là cái chu kỳ 3 trong cái bất động sản mà rất nhiều người quan ngại. Chu kỳ 3 là chu kỳ gì? Là cái chu kỳ 1 cái chu kỳ 3 của Dow Jones đó, chứ không phải là chu kỳ 1 của tăng trưởng đâu. Chu kỳ 3 của Dow Jones, tại vì cái chu kỳ 3 của Dow Jones, cái chu kỳ 1 của Dow Jones đó, nó là cái chu kỳ mà ngưng bơm tiền ra và thu tiền rồi. Cái chu kỳ 2 là cái chu kỳ là thanh khoản giảm đáng kể và bắt đầu giảm đạp lẫn nhau. Cái chu kỳ 3 là cái chu kỳ nó đánh vô những thằng địa chủ, những thằng mà có rất nhiều mặt bằng cho thuê và không thuê được, và bắt đầu nó sẽ phải bán tháo, nó phải đạp giá lẫn nhau các kiểu. Đó là cái chu kỳ 3 ha. Rồi anh làm clip ngắn thôi, anh em mình suy nghĩ ha, anh em mình suy ngẫm. Ok ha.